Lớp 12 A3 năm học 2023 đến 2024 Trung ương, Trung học phổ thông Vị Thanh Hạ quyết tâm, độ tốt nghiệp 100%, đã là tuần ôn tập thứ 40, thời điểm gần kết thúc ôn tập cho học sinh lớp 12 năm học 2023 đến 2024. Sau khoảng 9 tháng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện thông qua các kỳ thi thử tốt nghiệp là dịp để các em học sinh đánh giá lại quá trình học tập của mình. Cũng như mọi học sinh trên cả nước, các em học sinh trường Trung học phổ thông Vị Thanh thành phố Vị Thanh đang tích cực ôn luyện ở tất cả các bộ môn để có được tâm lý và kết quả tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Các em học sinh lớp 12 A3 hầu hết đều tự ý thức về tầm quan trọng của việc học tập và tự giác tích cực ôn tập. Trong quá trình ôn tập theo đề cương có sẵn, khi chưa nắm vững nội dung kiến thức nào, các em có thể trao đổi với bạn bè, thầy cô ở trường. Ngoài ra, các em có thể luyện tập hàng ngày với các đề học kỳ đã được tổ chức thi từ những năm trước để rèn luyện thêm kỹ năng làm bài trước khi bước vào phòng thi. Bắt đầu từ chiều ngày 26 tháng 6 năm 2024, toàn thể các em học sinh trong toàn tỉnh và trên cả nước sẽ đến điểm thi, làm thủ tục dự thi tại phòng thi. Ngày 27 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2024. Sau đây, từng thành viên lớp 12 A3 trường Trung học phổ thông Vị Thanh sẽ hạ quyết tâm nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em thi tốt và đạt được những kết quả cao nhất. Tôi là một thành viên lớp 12 A3. Tôi chúc cái lớp 12 A3 là thi thật là thành công và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Và sau này phải thật hạnh phúc nha các bạn. Lớn lên. Chúc các bạn là mình chúc các bạn ha, mình A3 sẽ luôn thành công và đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Và cũng như là thành công hơn trong tương lai sau này.
đạt nhiều điểm cao trong kỳ thi. Chúc cho tất cả các bạn lớp 12 A3 sẽ thành công con đường mình chọn và chúc cho tất cả nỗ lực của các bạn sẽ được đền đáp. Các bạn mà lớp 12 A3 mình xin chúc các bạn là đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và không hối hận với những quyết định mình đã làm. Thành công và luôn tốt đẹp.